Tôi nghĩ là hơi lố. Nói trước là chỗ này 3 người ăn đấy nhá, không lại bảo tôi ăn lắm. Ở đây sẽ có mì gà quay, đây là miếng trùng khánh, đây là mì kiềm thái xíu. Ăn thử cái miếng gà này trước. Đây là gà quay kiểu Trung Hoa ấy. Miếng gà thì kiểu siêu mềm ý, xong là nó có một cái lớp sốt bên ngoài ngọt ngọt, ăn đỉnh vãi. Cái sốt này này, ăn rất là ngon. Nhưng mà nếu mà bạn nào không ăn được cay ấy, thì mình nghĩ là sẽ hơi cay đấy. Mọi người biết cái kiểu nước chấm vịt quay không? Mình cảm giác nó kiểu giống thế. Đây là miếng trùng khánh mọi người ạ. Trông cái tên có vẻ là kiểu siêu cay ấy. Mình có một cái ám ảnh rất là kinh khủng với cái miếng trùng khánh của Trung Quốc, cái loại mà đóng hộp ấy. Nên là không biết là cái vị này nó có giống thế không? Nếu mà giống thế thì siêu cay đấy. Nó cay thật đấy. Nó cũng phải giống cái miếng trùng khánh đóng hộp đến khoảng 80% đấy. Nên là nó không cay bằng thôi, nhưng mà mình không ăn hộp kiểu này, mình không thích lắm. Ứng cử viên cuối cùng, đây là mì tiềm xá xíu. Cái này là cái gì? Pate à? À, nó kiểu chả thịt ấy. Nó làm cái vị hơi khác một xíu rồi, ăn được đấy. Nhiều topping đấy mọi người ạ. Có thịt xá xíu này, trứng chảy, nhưng mà mình thấy là cái độ chảy này nó chưa chảy lắm, để chảy nữa mới ngon. Thử nước chưa nhá, nhạt nhạt. Nước này nên đậm đà một chút nữa thì mình nghĩ là ngon hơn. Đây là mì thịt xá xíu, thịt xá xíu. Ngon đấy. Thịt ok nha. Xin phép thử một miếng đậu phụ sốt tứ xuyên. Cái đồ Trung Hoa để bạn làm ăn cay được thì mới ăn được nhá. Mình làm một miếng rau cải chip mà, nhưng mà mình thấy là cái màu sốt này nó cũng hơi giống cái màu sốt kia đấy. À, cái này nó là rau cải chip xào nấm. Mình cứ tưởng là cái sốt gì nó cay mà nó xào nấm nó không cay đâu, ngon lắm. Ta ra. Và món winner hôm nay là món mì trộn gà quay, đây vị xuất sắc luôn. Chắc chắn lần sau mình đến mình sẽ gọi cái này thêm một lần nữa. À, nhưng mà khuyên mọi người là đừng nên đến những cái khung giờ kiểu như là tan tầm ấy, đông lắm không có chỗ ngồi đâu.